Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm bánh gấu. Cơ mà nếu làm bánh gấu bình thường thì nó hơi đơn điệu quá, thế nên mình sẽ áp dụng thử công thức đầu tiên trong quyển sách này nhé. Tên gọi của bánh này là Ambroisie. Và rất tiếc, mình không biết ý nghĩa của cái tên bánh này là gì đâu. Chiếc bánh này thì sẽ có 4 thành phần chủ yếu. Thực chất là công thức gốc là họ sẽ dùng hạt dẻ cười. Có một hạt dẻ cười thì đắt quá, thế nên mình thay hạt dẻ cười bằng bơ lạc. Và thì chúng ta sẽ có cốt bánh bơ lạc, cốt bánh sô-cô-la, mousse bơ lạc và mousse chocolate. Đúng ra thì sẽ có một thành phần nữa là một phần sốt raspberry phúc bồn tử nữa cơ. Mà ăn với bơ lạc và sô-cô-la thì nó không hợp lắm đâu nhỉ. Thế nên mình cũng bỏ qua luôn. Và cuối cùng là mình thay thế cái ngoại hình một chút vào hình của bánh gấu cho nó dễ thương. Thế nên mọi người hãy cùng làm bánh với tôi nha. Bởi vì công thức này thì sẽ có rất là nhiều thành phần, thế nên chúng ta sẽ chia ra làm 2 video nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm bánh Joconde. Cái này thì gần như là một lớp bánh bông lan cơ bản thôi, thế nên không cần quá lo lắng đâu. Đầu tiên trong một cái âu chúng ta sẽ cho bơ lạc vô. Trong công thức gốc thì họ xài paste hạt dẻ cười. Còn mà trời nghĩ đến việc mua hạt dẻ cười thôi đã đắt rồi, thì mua paste của hạt dẻ cười thì cái giá lên trời mức nào. Thế nên mình đã quyết định thay thế bằng bơ lạc vì nó rẻ hơn rất là nhiều. Trong một cái âu khác chúng ta sẽ cho trứng và lòng đỏ trứng vô. Và sau đó thì chúng ta sẽ đánh bông trứng nhẹ nhàng để mà nó có thể hòa quyện dễ hơn ở các bước tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh bông phần bơ lạc này lên. Việc đánh bông phần bơ lạc này sẽ giúp cho thành phẩm bánh của chúng ta đập bông, xốp và mềm hơn. Sau khi đã đánh bông được tương đối thì chúng ta sẽ lần lượt cho từng chút một trứng vô. Việc cho từng chút này thì sẽ giúp cho nó hòa quyện tốt hơn thôi, và cũng tránh được cái khả năng là nó sẽ bắn tung tóe lên mặt ý. Sau khi đã cho tất cả trứng vô thì chúng ta cứ tiếp tục đánh cho đến khi là cái kem của chúng ta đạt đến trạng thái như kiểu là trong sách miêu tả là rebond, tức là khi mà chúng ta nhấc cái que lên này thì nó sẽ tạo ra một cái vệt dài chảy kiểu như thế này là được. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần lòng trắng trứng. Trước khi mà chúng ta đánh bông trứng thì hãy lấy đường ra trước nha. Mục đích chính của mình là để khoe cái con thỏ dễ thương kia thôi. Hôm trước mình lại vừa lượn lờ ở live store và như hậu quả là mình lại vác cả một đống về nhà. Cơ mà thật sự siêu dễ thương ấy. Mà mỗi tội giá thì hơi... thế nên cũng hơi đắn đo một chút. Cơ mà cuối cùng thì vẫn mua. Và không dám mua mấy con gấu bông ấy. Mấy con gấu bông mới là đỉnh cao của dễ thương. Cho phần lọc trắng trứng của ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đánh bông nó như mọi khi thôi. Tức là cho một chút đường và đánh bông cho đến khi nó đạt đến trạng thái bông mềm thôi nha. Bông mềm thôi đó. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành trộn phần lòng trắng trứng với phần lòng đỏ. Sau khi đã lấy 1/3 hỗn hợp lòng trắng trứng thì chúng ta sẽ trộn đều. Việc này sẽ giúp cho hỗn hợp lòng đỏ nó nhẹ hơn và xốp hơn để mà có thể trộn được dễ hơn với các bước tiếp theo. Ở bước này thì mùi bơ lạc nó sẽ bay ngập tràn cả phòng luôn ấy, thế nên hãy tận hưởng nha. Theo như quyển sách giải thích thì thay vì chúng ta xài bột mì thì xài bột ngô sẽ khiến cho cái bánh nó nhẹ hơn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đổ một ít bơ đã đun chảy vô. Lượng bơ tuy chỉ có mỗi 15g thôi mà khi mà cho vô ấy, nó rõ rệt khủng khiếp luôn và nó làm nổi bật cái vị bơ lạc lên rất là nhiều luôn. Và bước cuối cùng là chúng ta chỉ cần phâu nốt cái phần lòng trắng trứng còn sót lại là xong. Lưu ý là nên chia ra làm 2 phần nha để mà có thể hòa quyện được hết. Hôm nay thì mình xài một cái khuôn vô cùng bé nhỏ, nó chỉ dài tầm khoảng 20cm thôi, thế nên khối lượng công thức này cũng khá là ít. Nếu như mọi người muốn nhiều hơn thì có thể tăng gấp rưỡi lên thôi nha. Sau khi đổ bột vô thì chúng ta sẽ dàn đều bánh ra, và sau đó thì bánh này sẽ nướng ở 230 độ C trong vòng từ 6 đến 8 phút thôi. Rất là nhanh, thế nên bánh có thể cháy bất kỳ lúc nào, hãy cẩn thận nha. Cốt bánh này lúc mà mới tướng ra ăn thì nó sẽ rất là ngon, kiểu nó đậm vị bơ lạc, nó rất là mềm và xốp. Cơ mà có một vấn đề là khi mà mình để nó qua đêm thì nó bắt đầu kiểu toát dầu ra và cái bánh nó bắt đầu trở nên đặc hơn đấy. Xong rồi ăn bánh này mình cũng mới nhận ra là mình bị dị ứng bơ lạc. Kiểu mấy lần ăn xong cứ kiểu khó thở, xong rồi ho, lúc đầu còn tưởng là corona cơ, sợ chết luôn. Công thức còn lại của chúng ta sẽ là một công thức bánh chocolate và hạnh nhân. Thật lòng mà nói thì trong công thức này mình cũng không hiểu hạnh nhân để mà làm gì đâu. Bởi vì khi mà ăn thành phẩm ấy thì hoàn toàn không thể nào thấy được cái vị hạnh nhân trong bánh cả. Cũng có thể là hạnh nhân trong công thức này chỉ đóng vai trò làm cho cái bánh của chúng ta nó vững chắc hơn, hoặc là nó sẽ làm bổ trợ cho cái mùi sô-cô-la nặng thêm. Vì mình thấy là cái cốt bánh chocolate này là một trong những cái cốt bánh ngon nhất mà mình đã từng ăn luôn ấy. Kiểu nó mềm, ẩm và nó tan trong miệng ấy. Nó giống như kiểu một cái brownie cơ mà nó nhẹ hơn. Bánh thì vốn dĩ thường hay được sử dụng cho các loại bánh như kiểu mousse, hoặc có thể một loại bánh mà phổ biến hơn rất là nhiều là bánh opera ấy. So với bánh bông lan bình thường thì cái bánh này thường được coi là một loại bánh mà kiểu với hàm lượng chất béo thấp hơn. Điều này thì sẽ rất là phù hợp khi mà chúng ta làm bánh mousse, thì nó sẽ giúp được cho cái tổng thể của cái bánh nó hài hòa hơn rất là nhiều. Cũng như cái bánh bơ lạc đã chia sẻ ở trước thì cái bánh này chúng ta cũng sẽ cần đánh bông cái phần lòng đỏ trứng lên. Quá trình đánh bông này thì sẽ được kéo dài liên tục cho đến khi hỗn hợp của chúng ta đạt được trạng thái rebond như thế này là ok. Trong một kẹo khác chúng ta sẽ tách ra hai lòng trắng trứng. Công thức thì đòi hỏi khoảng 80g lòng trắng trứng, thế nên chắc tầm khoảng từ 2 đến 2,5 quả là ok đó. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh bông lòng trắng trứng, và trong quá trình đó thì chúng ta sẽ lần lượt cho đường và đánh bông hỗn hợp cho đến khi nó đạt đến trạng thái bông mềm. Cho 1/3 hỗn hợp lòng trắng trứng vô và tiếp tục quấy đều. Cách làm phần bánh này thì khá là đơn giản rồi, nhưng mà mình nghĩ là video này thì sẽ có giúp ích được cho những video tiếp theo. Vì ví dụ như kiểu mình muốn làm một cái bánh mà mình lười quay thì mình chỉ cần link lại cái video này là xong. Sau khi đã trộn đều xong thì chúng ta sẽ lần lượt cho bột mì và bột cacao vô. Mà ở trong tiếng Pháp ấy, bột cacao cũng là cacao luôn đấy, chứ không phải coco như ở trong tiếng Anh. Hay nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đổ phần bơ đã đun chảy vô, hòa quyện cho đến khi nó đều. Và cho nốt phần lòng trắng trứng còn lại và trộn đều như ở bước trước. Cuối cùng chúng ta sẽ đổ nó ra khuôn. Đập hành hạ nó vài cái và nướng nó ở 230 độ C trong vòng từ 6 đến 8 phút nhé. Và đây là thành phẩm bánh của chúng ta. Trời ơi, mới nướng có 2 mẻ bánh thôi mà đã mệt rũ rượi luôn đấy. Mà đây mới chỉ là phần mở đầu thôi. Tất cả còn phần tiếp theo là phần làm kem và phần làm dây con gấu. Thế nên hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tận đây. Nếu như mọi người thấy thích video này thì ấn like và đăng ký cho kênh của mình nha. Và mọi người nghĩ thế nào về việc mình chia ra làm nhiều video này? Hãy bình luận bên dưới nha. Chúc mọi người sẽ sớm thành công được với cái bánh này. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.